thất bại cha vẫn không ngần ngại. Yeah. Mẹ rất là tự tin và mỗi người một tính cách. Dù ngày mai ra sao chúng ta vẫn mãi bên nhau. Dù già lão nhưng gia đình ta vẫn luôn yêu thương nhau. We can fly, fly to the sky. We can fly so high. Gia đình là số một, gia đình là số một. 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 Mà đi với tôi đi. Biết sao không? Tại vì Linh còn đi thêm một người bạn nữa, vừa xinh đẹp vừa học giỏi giống Linh nữa. Tôi không tự tin, tôi ngại lắm. Ông đi chung với tôi nha. Ôi mà tôi không có tâm trạng đi đâu. Ôi mà ông đi chung với tôi đi. Yumi biết ông buồn, Yumi cũng không thích đâu nha. Đi chung với tôi nha. Thôi được rồi, vì Yumi tôi sẽ đi á. Cảm ơn ông nhiều nha. Trời, thấy Yumi đi luôn cũng hay á. Nhờ vậy mà hai người có cơ hội đến với nhau mà không sợ ấy nấy. Thằng này im đi, điều chuyển vậy. Đây không có rảnh nhiều chuyện. Đây mắc bận thử một cái quần mới rồi. Wow, đưa coi. Ui, vậy? Coi gì mà coi. Ôi, quần này đẹp lắm nha, quần này xịt lắm nha. Tôi bỏ tiền ống heo bao nhiêu lâu mà chưa mua được quần này đó. Hả? Ờ. Đi tiền đâu nó mua vậy? Đi đánh lộn mướn hả Mẫn? Khỏi mua đi. Tiền đâu ra mua vậy? Ý, nó nói tôi khỏi mua. Nó tính cho tôi mượn rồi. Ừ, em tôi nói tốt lắm. Thù lao hả? Ông nghĩ gì tôi cho ông mượn vậy? Chứ sao? Tôi kêu khỏi mua, ý đây là cái người xấu như ông, mặc cái gì nó cũng xấu hết á. Hiểu chưa? Ừ, thì tôi xấu. Mà còn ông mua quần xịn chi á? Cũng đi uống trà sữa với cô Diệu Hiền thôi chứ làm sao. Bày đặt. Còn uống trà sữa mà đòi thích cô giáo. Hai người gato chứ gì. Gato cái gì? Gato đã vậy. Làm gì đấy, làm gì đấy? Treo lên ở đây cho nhìn cho gato chơi vậy đó. Ủa, nói. Dạ, con chào ông. Nè, ba đứa, ông sẽ có một món quà để tặng cho ba đứa. Đứa nào nhận đây? Quà nội? Ừ. Con. Hả? À? Con là người xứng đáng nhất, tại con là cháu nội yêu quý nhất của nội mà. Phải không? Đúng vậy rồi con. Đăng ký phải không? Dạ. Rồi, nội sẽ dành cái món quà đó cho con. Yeah, có quà. Ủa mà khoan nội. Hả? Quà gì vậy nội? Đó là một suất tham gia vô câu lạc bộ hội người cao tuổi cùng với nội vào sáng nay. Yeah. Nội. Ủa sao vậy? Nói không có đúng lắm hả? Sao không đúng? Tại con còn ngon lành vậy, nội kêu con tham gia câu lạc bộ người cao tuổi. Có gì đâu, không tham gia được. Tham gia từ đây tới đó, già là được. Rồi. Thôi nội. À, thôi, đi đi. À, gì, nhìn gì. Nội kêu hai này đi, đi, lấy hai này hợp hơn á. Ờ, đi không? Đứa nào đi? Đúng rồi đó. Long, thôi đi đi. Xin nội đừng ban thưởng cho con ạ. Ngày mai tụi con bận rồi. Tụi con đi sinh hoạt ngoại khóa của các thanh niên ưu tú trong trường. Ờ đúng rồi đó Long. Vậy là con đi hả? Nhé. Con đi đi. Ở nhà nó đâu có làm gì, tối ngày quýnh lộn ngủ không à. 6 giờ sáng nay con mà, nghe chưa? Dạ. Dạ. Đi đi. Tề mai sinh hoạt ngoại khóa dành cho các thanh niên ưu tú. Ngày mai tụi con đúng giờ lắm nội ơi. Cấm đụng vô nha. Úi xa em thèm đụng. Sống đi đi. Nhìn gì mà nhìn? Chưa tới giờ. Trời
Ủa, gì không? Minh hả? Ông đang làm gì sau cánh cửa vậy? Làm gì đâu, tính đi ra mà tiền mình đi vô đó. Làm gì đâu? Thôi đi lẹ đi, trễ giờ rồi. Chưa tới giờ. 9 giờ rồi chứ gì nữa. 10 giờ ông ơi. Đi lẹ đi, hôm qua ông nói 9 giờ mà. Chưa tới giờ. 10 giờ lận. Hôm nay ông bị gì vậy? Hả? Sao cứ nhấp nhởm vậy? Đâu bị gì đâu. Ông ngoại tình đúng không? Có. Vụ gì? Quay. Tôi tính mượn được quần của thằng Mân. Đi hẹn hò nè, đẹp không? Trời Long ơi, không có được đâu, cái này không có được nha. Ủa sao mà không được? Nó mà phát hiện là nó cạo sạch lông của tôi luôn á. Ôi, tôi biết rồi nhưng mà ông suy nghĩ đi. Ngày hẹn hò đầu tiên của tôi mà tôi không mua quần mặc kỹ lắm. Ông nhìn coi mấy quần này tôi sao chết đi được. Quần nó Mẫn mới mua đẹp quá mà. Không mua quần nó tôi không tự tin. Hẹn hò ông giúp tôi nha, làm ơn nó. Đừng nói cho thằng Mẫn nha. À, được rồi. Tôi sẽ tìm cách giúp ông nhưng mà ông hứa là đừng có làm dơ nữa nha. Ông hứa nha. Ông mà chết tôi với Long. Tôi biết rồi. Nhớ là đừng nói cho ông Mẫn nghe chưa. Ui, ta đang đi ra tiên mở cửa vào cửa đập vào đầu đau gần chết à. Té luôn rồi, thấy không? Thì xin lỗi, đâu có biết đứng đây đâu. Xin lỗi hả? Vô đầu một cái bây giờ. Ủa thì có lỗi xin lỗi chút, làm dữ vậy? Làm đi. Tha cho một lần. Lần nữa chết. Hai cái thằng. Vô gõ cửa chứ. Phải phòng mình riêng mình đâu. Trời ơi, tôi sáng chết luôn đó ông ơi. Tôi đau tim quá. Trời ơi, cái kiểu này tổn thọ quá. Tôi cảm giác hai mình giống như ngoại tình nhé. Trời ơi, đừng nói nữa, tào lao vừa tôi nuôi ra coi. Đi rồi, lẹ. Kiểu trễ bây giờ. Lẹ. Đi mặc đi. Mặc vô đi. Đây nè. Mặc vô đi, tôi kể cho. Ông. Trời. Ủa? Làm gì thế bà nội mà như ma đuổi tụi đứa nào mặt mày hốt quả vậy? Dạ con đang làm gì vậy? Con có làm gì đâu, tụi con đang ba trời đất ơi, trời gì vậy? Trời, con đang tập yoga nội. Mặt này bà ghi lắm, chuyện gì mờ ám đúng không? Có làm gì đâu hả bà? Có đâu nội, có làm gì đâu hả? Nó muốn chết mà đắp mền gì vậy trời? Dạ. Cái mền ra coi. Dạ. Ý. Quần Mẫn mới mua nè. À, bà nội hiểu rồi. Định chơi cái quần thằng Mẫn phải không? Phải không? Thì tôi mới sợ chứ gì. Đúng rồi phải không? Bà ơi. Gì đây? Mặc dù con không phải là họ Nguyễn Đức, nhưng mà con lớn lên trong căn nhà này. Ông bà người ta có câu công sinh không bằng công dưỡng. Vậy con coi như là cháu là con trong gia đình mình rồi phải không bà? Rồi sao? Bà giúp con bao che chở cho con vụ này nha bà. Cho con mượn quần thằng Mẫn nha bà. Bà ơi. Cái gì vậy? Mẫn nó đi rồi làm sao? Hôm nay Long nó có hẹn với một bạn gái đẹp lắm ở trường khác đó nội. Ờ. Sao? Con tính mượn cái quần này để ra mắt bạn ấy. Ở nhà hết quần sao qua đây mới lấy quần của người ta vậy? Đạo, quần con mặc chung với bố con. Chị mà khổ dữ vậy nè. Ờ, tội nghiệp Long nội. Bà giúp con bao che con vụ này cho con mượn quần nó Mẫn đi gặp nha bà. Trời ơi, thấy cái mặt thành khẩn của tụi con, bà cũng tội nghiệp. Dạ. Bao che lần này thôi nha. Nè. Bà nói thật không bà? Nhưng mà mượn quần của nó, quần mới của nó phải giữ kỹ lưỡng nha. Hư hao cái gì nó biết được là con không có yên với nó đâu, nghe không? Dạ. Coi như bà không có nghe, không thấy gì không vậy, nghe không? Dạ. Rồi, nhớ chưa? Dạ. Thiệt tình nha. Ra mắt bạn gái mượn quần của ta. Con cảm ơn bà. Thì hên quá hả? Ông đội mà ông cho mượn quần bà, chắc ông đội quần nữa rồi. Cuộc tình anh dành cho em
đam mê đắm say kiếp kiếp em mơ. Cái gì mà kiếp này kiếp sau vậy trời? Tôi ngồi không được ông ơi, phải đứng ông ơi. Long ơi. Hả? Ông đứng lên nhìn nó tục lắm luôn á. Sao vậy? Không biết nữa, nhìn nó không lẽ lát hồi bạn không tới ông đứng vậy luôn hả? Tùy cơ ứng biến sao. Bây giờ phải gán rồi ông ơi. Nhìn nó cộm cộm ghê quá. Chào Long. Hello. Chào Linh. Chào Linh. Xin giới thiệu với Linh. Đây là Minh, bạn mình. Xin giới thiệu với Minh, đây là Linh, người mình hay nhắc. Chào Linh. Chào Minh. Thực ra là mình cũng biết Minh từ lâu rồi. Trời ơi, mình hâm mộ Minh lắm luôn á. Minh học giỏi nhất trường luôn. Cảm ơn bạn nhiều ha. Thôi, mình tới đây đừng có nói chuyện về học vấn nữa nào. Hãy ngồi chơi đi. Mình xin lỗi. Ủa, mà Linh đi một mình hả? Có bạn không? Tại vì lát nữa mà ngồi uống cà phê mình nói chuyện sẽ rất nhiều. Mình sẽ ngồi buồn đó. Linh có đi với bạn nữa cơ, nó đang gửi xe á. Kiểu nó vô rồi kìa. Hà ơi, nè, đây là bạn thân của Linh. Hello Hà. Chào các bạn, mình là Hà. Mình có FA, mình chưa có người yêu đâu. Vô một khúc. Chào Hà. Mình ngồi chơi. Đúng rồi, Linh ơi, ngồi xuống nước đi. Ngồi Hà, ngồi với Long đi, ngồi với Minh. Ngồi chơi đẹp hả? Ủa, nhưng mà Minh ơi, Minh add nick Facebook của Linh nha. Để có bài nào Linh bí á, Minh chỉ bài cho Linh. Cũng được á. Long ơi, cho Hà xin nick Facebook đây. Nick Facebook của Linh là gì á? Xóa Facebook thôi. Linh hả? Sao vậy? Xóa Facebook lâu rồi. Sao vậy? Giận Facebook xóa rồi. Hình nền của Linh đẹp quá hả? Cảm ơn. Minh ơi, tại vì mình có chuyện muốn nói với Linh á. Mình đổi chỗ cho mình được không? Tôi hiểu mà. Đi lẹ. Mà Linh qua đây ngồi chứ. Hà chưa nói chuyện với Long sao? Ok. Mình nói chuyện xíu nữa nha. Mình có chuyện muốn nói với bạn. Mình còn chuyện để nói à? Còn chứ. Nhiều. Đấy, mình chụp hình tự sướng này. Ok. Bum bê răng. Ủa sao Long đứng dậy vậy? Sao về nha Linh ơi. Hả? Bạn thấy quần mới của mình có đẹp không? Mình thấy cũng đẹp á. Nhưng mà hình như nó hơi ôm với bạn quá đúng không? Đúng rồi Minh. Tuần sau Minh có rảnh không? Đi có. Coi ca nhạc với Linh nha, Linh có dư một vé xem ca nhạc. Thiệt hả? Linh ơi, thật ra quần này không phải là ôm đâu, mà là nó tôn vinh vẻ đẹp quyến rũ của mình đó. Đúng rồi, cái skinny jean đó Linh. Quần đậu mông của phụ nữ á. Thôi Long ngồi xuống ơi. Ôi má ơi. Gì vậy? Cái gì vậy? Có gì đâu nhỉ? Thôi mình chụp hình tiếp đi. Ông đang tìm gì vậy? Có gì đâu nhỉ? Hả? Chị ơi. Chị.
Là gì mà cửa không khóa vậy? Trời đất, sao tự nhiên treo cổ gấu vậy ta? Chị ơi, chị tạm biệt. Tạm biệt. Tạm biệt là sao? Sao tự nhiên kỷ niệm 2 năm mình yêu nhau dẫn ra đây? Tại vì em nghe người ta nói á, nếu mà cặp đôi nào chụp hình ở ngay cái hồ này á thì sẽ bên nhau mãi mãi luôn. Ủa gì kỳ vậy? Ừ. Sao thằng Hada với con Lệ bạn của anh đó, nó chụp hình tháng trước ở đây nè, tháng sau chia tay liền. Bởi anh muốn mình chia tay lắm, sao mà anh nói vậy vậy? Đâu có, anh tại anh thấy sao nói vậy thôi. Thôi anh, được rồi, anh xin lỗi, anh giỡn. Vậy bây giờ mình chụp đi nha. Bây giờ mình chụp 1000 tấm để mình bên nhau 1000 năm, được không? Trời ơi, anh biết là em á, chụp 1000 tấm là chỉ lựa được có 1 tấm đẹp để chụp hình để post lên Facebook thôi. Được, sao cũng được, em muốn gì cũng được. Em chụp cho. Đây. từ đầu yêu nha em. Đây, từ đầu hả? Sao sao thấy anh yếu đuối vậy? Ờ, giống, nếu anh giống con em quá à. Thôi, lên lại đi. Tạm biệt. Không lẽ là... tôi xin lỗi. Anh, em là Kim Thi. Em khổ quá. Anh là ai? Anh từ đâu đến đây? Hay là ông chờ đó mang anh đến cho em? À, cô ơi, chắc là cô hiểu lầm gì rồi. Định mệnh đã mang anh đến đây, em không buông ra đâu. À, cô ơi, cô hiểu lầm gì rồi cô ơi. Em không buông anh ra đâu. Cô ơi, tôi xin lỗi, cô hiểu lầm rồi. Cô hiểu lầm rồi cô ơi. Kim Chi ơi. Alo, Hiền hả, anh nghe nè. Anh Phúc hả, em với ba có công việc lên Sài Gòn nè. Mình gặp nhau nha, em có bất ngờ cho anh đó. Ủa, cái gì? Sao em không nói cho anh biết trước? Thì đã nói là bất ngờ rồi mà. Anh qua liền nha. Bây giờ hả? Ờ, tại vì anh đang đi đám cưới đứa bạn ở Long An rồi. Ờ, tại em nói trước cho nên. Ôi, vậy hả? Ờ, nếu mà anh qua không được, vậy... Vậy thôi, em đưa quà của anh cho Mẫn nha. Anh có quà luôn hả? Ờ, cảm ơn em nha. Gặp lại sau nha. Dạ, bye bye anh. Kim Chi ơi! Kim Chi! Hết thở. Hết thở. Hết thở. Rồi nội, con nghe điện thoại xíu nha nội. À. Hết thở. Alo, Mẫn hả? Em đang ở đâu vậy? Em có rảnh không? Em ra gặp cô một chút xíu được không? Cô Hiền hả? Dạ, em không có bận cô Hiền. Thì giờ cô đâu em tới nha. Ừ, để cô nhắn địa chỉ cho em nha. Dạ rồi. Tiếp thở tiếp nè. Tiếp. Chết rồi. Không thể để cô thấy mình vậy được. Hít thở. Nè Mẫn, cái gì ở đâu rồi? Trời đất ơi, chưa dọn rác mà cái thằng này. Alo, nó trốn nữa hả? Ờ, nó có về nhà đó. Để bà giữ nó ở nhà chờ cho tôi nha, tôi về tôi xử con này mới được. Chết rồi, nó mà biết thằng Long chơi cái quần mới của nó thì ngày này năm sau sẽ là đám giỗ thằng Long đó. Không được, phải báo cho nó biết mới được. Ông tìm gì vậy? Không có gì hết. Đấy.
đâu có gì đâu. Alo, dạ sao nội? Dạ con hiểu rồi nội. Dạ cảm ơn nội. Long ơi, hả? Thằng Mẫn nó về. Trời ơi, chết tôi rồi. Tôi có chuyện rồi. Mấy bạn trả tiền giùm tôi nha. Bữa sau gặp nha. Bye bye, tôi đi chứ nha. Long ơi, sao Long ơi, sao vậy? Long. Long, cái gì vậy? Ông bị gì mà ông cái dính cái quần mà vậy? Đứt đút rồi nè. Nè, trời đất ơi, tôi nói rồi mà. Ôi trời, tôi mánh về đâu biết, giết tôi chết. Giết hai đứa mình luôn chứ mình ông cái gì? Ê, bây giờ ông có cách nào ông giữ chân nó mánh lại được không? Cho tôi về tôi trả quần cho nó coi. Thôi được rồi, bây giờ ông chạy về đi. Tôi đi kiếm Mẫn, tôi chặn đường nó. Tôi đi đây, trời ơi. Sao nãy giờ chưa thấy nó về nữa ta? Có khi nào hôm nay nó đi đường khác không ta? Ô, người anh em của anh, người anh em yêu quý. Ở bên cái nào? Ở bên cái à. Cái gì vậy? À. Sao em đá vô cái ống quyển của anh? Làm cái trò gì em đá hay nào? Ây da, Mẫn ơi, đau quá. Ây da, không được rồi. Đưa lên bệnh viện nha Mẫn ơi. Đưa lên bệnh viện gấp. Đau quá. Em có sao không vậy? Đau lắm, nãy em đá vô cái ống quyển anh nè. Đưa lên bệnh viện đi Mẫn. Em lên. Mà em nhớ em đâu có làm gì đâu mà sao anh đau được? Em đá vô một cái đau lắm, bây giờ đưa lên bệnh viện lẹ lên. Đâu có, em đâu có đụng vô anh, tự đụng em mà. Có, em đụng vô anh mà không hư cái ống quyển anh nè, đi lên bệnh viện. Có đụng đâu. Có. Thì có sao phải không? Có, em đá cái bóp vô vậy mà không đau hả? Dù mi. Mày đâu? Đâu mà như vậy hả? Tự nhiên nó lạnh rồi. Thôi bây giờ hai anh em đi nhảy đầm đi Mẫn. Thời gian quá, đi vô đi Mẫn à. Thôi mà, đi nhảy đầm với anh đi, vui lắm. Cái này đau thiệt Mẫn ơi. Thằng ông Nguyễn của tôi. Mẫn. Dạ con nghe nè mẹ vợ. Phúc hả? Ôi sáng giờ sao mẹ gọi Kim Chi hoài không có được. Dạ con cũng không liên lạc được với Kim Chi mẹ. Tối hôm qua nó sai rồi nó gọi cho mẹ. Nó nói chuyện lạ lắm. Cái gì mà giải thoát quá khứ rồi tìm đến vùng đất mới gì đó. Trời ơi. Vậy thiệt á mẹ. Vậy có gì con liên lạc được Kim Chi, con sẽ gọi lại cho mẹ nha. Dạ. Thiệt tự. Qua vậy? Ủa, Long hả? Sao em đi hẹn hò đi, năm nay chơi mên vậy? Bồ hẹn hò thôi. Tập lao. Chị! Sao quần mất cái nút vậy? Hả? Sao cái quần lại mất cái nút? Có cái nào người ta quên đồng cái nút không? Sao mà quên được? Nãy rõ ràng lúc mà người ta giao tới là tôi kiểm tra là còn nguyên si mà. Còn nguyên si hả? Hả? Ông thử kiếm cái nút ở túi quần bên phải xem có. Trời! Sao ông biết hay vậy? Tại bố tôi ở nhà cũng hay rớt nút bên túi phải. Sao mà rớt được? Em kiểm tra kỹ lắm rồi mà ta. Bởi vì mua ba hàng online không đáng tin chút nào. Ừ, đừng mua online. Bực ghê, đang vội. Bình yên không? Mình đi chưa bà? Nó đang thay đồ. Con có bị sao không vậy? Dạ không sao hết bà ơi, thành công rồi bà. Nó nghi ngờ con hả? Không nghi ngờ con mà lại nghi ngờ cho cái người bán quần áo, sợ chứ.
Vậy là còn hên nha. Rồi bà tưởng nó biết được á, nó quýnh con cho nên bà đem sẵn bông băng nè. Trời ơi, tại sao anh tới đây làm chi vậy? Tại sao em dài dột vậy? Em tính làm Mano đó hả? Trước khi chết đúng không? Anh nói gì? Ai chết? Em khóa máy rồi viết kiếp trước kiếp sau, rồi gọi điện cho mẹ nói cái gì? Giải thoát quá khứ, còn của album nữa. Em lồng vô hai từ tạm biệt, chưa kể con gấu của anh. Anh tặng cho em, em đem treo ngược cái cổ lên là sao? Không định chết là gì? Em đâu có ý đó đâu. Ý của em là mình phải tạm biệt quá khứ, gạt bỏ hết tất cả mọi thứ để mà tiến lên phía trước thôi chứ bộ. Em nói cái gì? Chứ sao nữa? Vậy tại sao tới đây ăn mì? Thì chỗ này là chỗ lần đầu tiên hai đứa mình gặp nhau. Không phải là người ta nói là thường là kết thúc ngay tại nơi bắt đầu sẽ là tốt nhất hay sao? Ờ à. Nói chung với lại em không có sao đâu. Anh đừng có để ý tới em nữa. Em đã suy nghĩ thông suốt rồi. Quên được á thì cứ quên, đối với em không có quan trọng nữa. Anh ăn mì không? Vô kêu một cái mì ăn chung với em đi. Thời gian rồi sẽ có khi phai nhòa để anh thôi nhớ đến. Má. Cô. Dạ. Qua đây ngồi nè. Dạ. Cô đợi em có lâu không? Em kẹt siêu việc, lỗi cô nha. Không có sao đâu. Cô. Hát mình coi phim không cô? Ờ, tiếc quá à, tiếc nữa cô phải về lại liền rồi. Không mấy lần sau cô với em đi coi phim ha. À, Mẫn nè. Cô có quà cho em. Em đưa gói quà này cho thầy Phúc giùm cô nha. Dạ. Em dạ. Muốn nói gì hả? Dạ, để em đưa vô cô. Cảm ơn em. Cảm ơn em. Nè, cô có kêu trà sữa cho em đó. Cô biết á, là mấy bạn trẻ giống như Mẫn nhìn rất là thích uống trà sữa. Nè, em uống đi, có phô mai ngon lắm á. Để cô xíu nha, Mẫn uống đi. Thế nên đừng cố gắng yêu thương, rồi cũng tổn thương sâu thẳm trong lòng. Xây hy vọng đến lúc không thành, làm cô trái thế nào xóa đi vì nhiều phân vương. Trái tim anh đâu em à là. Từ lúc mất em anh mất tất cả. Mình yêu my family, hello everybody. Oh, welcome, sit down please. Yeah. Thấy thật không? Thôi đi. Nó tuy gần tuy ăn hoài. Here my number, call me maybe. Thôi đi. Đi đi. Con gái người ta vô ca âm sầm à. Phải ca sĩ vũ trường đâu. Ê. Không được. Tôi nói không được xài tiếng Anh này. Ô. Kìa. Hiểm chưa? Đón xem tập 192 Gia đình là số 1 phát sóng vào lúc 19:50 ngày 19 tháng 12 năm 2017 trên kênh HTV7. Gia đình là số 1. Yeah, yeah. Gia đình là số 1. Gia đình là số 1. Gia đình là số 1. Hey!